kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Một Trời Quan Tái Mấy Cho Say. Những ngày trước, tôi và Gôm đã nhiều lần trao đổi. Chúng tôi đều đã nhận định Cộng sản đã khéo léo lợi dụng quy luật đấu tranh để sinh tồn của mọi sinh vật, kể cả thực vật. Chúng áp dụng quy luật ấy với những người tù đói khổ là càng hữu hiệu hơn nữa. Chúng dùng sự đói khát cùng kẹp lao lực kết hợp với dụ dỗ phỉnh phờ, gây ra ly gián mâu thuẫn với nhau giữa một đoàn tù lúc nhúc lầm than đói khổ tranh sống, hình dung như những con cua trong một cái giỏ suốt ngày đêm giãy giụa chen chúc, con nào cũng tìm cách để trèo lên miệng giỏ, do sự tranh giành này phải đạp lên nhau, cấu xé nhau để vượt lên. Bởi vậy con thì sức mai, con thì gãy còng, nhưng khi leo lên tới miệng giỏ lại vướng cái hôm, để rồi mỏi mệt lại rơi xuống đáy giỏ. Cuối cùng con nào cũng chỉ quanh quẩn trong cái giỏ cua mà thôi. Trong những con cua này, nếu có con nào tỉnh táo hiểu rằng có nỗ lực cậy cục trăn trở lắm thì cũng thế mà thôi. Hãy biết thân phận trèo lên một chỗ hông giỏ nằm đấy cho đỡ mệt. Nhưng nếu nó biết như vậy thì nó đã không còn là con cua nữa. Bởi vậy có những con trèo lên đến miệng giỏ đã ngã xuống rồi, thế mà lại vẫn hì hục cố gắng bò lên nữa. Cho nên tôi càng cần phải tỉnh táo, cân nhắc, ý thức từng sự việc, sao cho không thiệt hại đến những điều chủ chốt của lý tưởng, đường đi của mình. Điều này tôi tin rằng tôi sẽ làm được. Với 6 năm kinh qua đấu tranh với phòng 44 chấp pháp của Hà Nội, Hoàng Thanh tuy là một tên quái, nhưng không thể có nghiệp vụ chuyên môn như phòng 44. Dù như vậy, tôi cũng không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Tôi vẫn thừa nhận Hoàng Thanh là một tên sắc sảo tinh quái. Mỗi một lời nói, mọi việc làm đều có dụng ý. Y là loại người đóng cửa trước, mở cửa sau, gieo mầm bây giờ để gặt hái về sau. Nhìn lại suốt quá trình từ ngày tôi ra miền Bắc, tôi đã gặp biết bao nhiêu loại người của đối phương, nhưng Y là người thứ hai mà tôi chờ. Tôi phải để tâm nhất. Người thứ nhất là cái lão già chó chết, một buổi chiều Chủ nhật đã gặp tôi ở Quả Lò, chỉ có 15 phút ở phòng ban giám thị. Y đã ngoay ngoáy ngón tay chỉ vào mặt tôi. Tôi tin rằng tên Hoàng Thanh này, tuy hiện nay y chỉ đeo chiếc lon trung quý, làm giám thị cho một phân trại nhỏ bé, nhưng trong tương lai, chắc chắn y sẽ tiến cao mãi, sẽ vượt qua nhiều những tên hiện nay đang là cấp trên của y, để ngoi lên trên con đường hoạn lộ của chủ nghĩa này. Như trên tôi đã trình bày, do những tình tiết toàn bộ sự việc của tôi khi còn ở Quả Lò, cũng như lên trại trung ương, tôi luôn luôn phải ở tư thế một người cải tạo tiến bộ rồi. Hơn nữa mới đây, chỉ hơn 2 tháng trước, trong một buổi ngồi tâm tình chuyện trò với Nguyễn Văn Gôm, đầu tôi đã chợt lóe lên một ý tưởng mà trước đấy chưa bao giờ tôi nghĩ tới. Công tác của tôi ra miền Bắc một phần chính là tuyển mộ và huấn luyện, nghĩa là cấu tạo và hình thành những hạt nhân, những đường dây để hoạt động bí mật trong một mạng lưới riêng rẽ hay từng chuỗi. Tôi đã thất bại, bị bắt vào tù trong một môi trường cùng khổ đầy xương đầy máu này, nhưng lại cũng rất đặc biệt. Không thiếu gì nhân tài, không thiếu gì hạt nhân cốt cán nhàn nhãn ra chung quanh. Tôi hiểu rằng trong cuộc đời, bất cứ việc gì cũng đều có hai mặt. Trong sự việc không may, thất bại đi tù của tôi cũng có cái mặt tích cực của nó. Chỉ cần ta biết nhuần nhuyễn, khéo léo, chuyển hóa, đôi khi nó không còn là sự thất bại hay không may nữa. Tôi đã có nghiệp vụ, tôi đã có thực tiễn kinh qua. Hãy chọn lựa ấp ủ hạt giống rồi gieo đi khắp các nẻo đường của đất nước. Mai đây, những hạt giống nào chẳng may rơi vào vùng đất xấu không mọc được thì tôi cũng chẳng mất gì thêm. Còn những hạt giống may mắn rơi vào vùng đất màu mỡ thuận tiện thì sẽ trưởng thành, nở hoa, kết trái, cung cấp trái ngon, trái ngọt cho cuộc đời, cho lý tưởng. Dân tộc, người Kinh, kẻ nông thôn, người thành thị, từ núi rừng hẻo lánh cho đến đồng bằng phì nhiêu, tôi cứ làm những cái gì tôi có thể làm được. Thời gian và hoàn cảnh thật là thuận tiện, còn an toàn hơn cả ngoài xã hội nữa. Vì những chủ trương này, tất yếu tôi phải tìm một chỗ đứng tốt. Hiện nay, không có bức tường chắn tốt nào bằng bức tường của Hoàng Thanh cả. Ngay Hoàng Thanh trước đây cứ mỗi lần y tiếp xúc với tôi, y luôn luôn phải đắn đo thủ đoạn, như trong tay y thường phải sẵn sàng lâm le một khẩu súng mà đạn đã lên nòng. Nhưng rõ ràng càng về sau, y đã bỏ khẩu súng xuống bàn hay đã đút vào ngăn kéo rồi.
nghĩa là tôi đã tạo cho y tưởng rằng y đã nắm được tôi. Tôi không còn là đối tượng y cần khoanh vòng nữa, mà tôi thì cũng cần và chỉ mong như vậy. Chiều hôm nay, nhìn cụm thực dược phía đầu luống gần trái hội nhà số 2. Mấy đóa hoa hương dương dài ngượn ngập, mà tôi vẫn gọi là mấy cô tiểu thư con gái nhà lành, đang lè ra mấy chiếc yếm xanh bọc túm cái dương nửa chừng, như báo cho thế nhân mùa đông đã lại về. Nhanh thật, vừa mới nóng xong đã lạnh rồi, đã nghe rét mướt luồn trong gió, đã dám nhìn đi những nẻo đường. Thấm thoát tôi đã lên trại sắp xỉ một năm rồi. Hồn tôi bập bềnh nổi trôi trong làn mưa bụi, cứ dần già dạt về miền xuôi. Chợt lãm giãn chiếc lưng ông và làn tóc buông dài dưới gốc cây bàng giữa sân quả lò, cũng một chiều mưa bay đã ùa vào tràn ấp lòng tôi. Một nỗi nhớ niềm thương quay quắt, cộng với cuộc đời mưa gió cứ xoáy mãi và mỏi hồn. Không biết giờ này người ấy ra sao. Một ít thơ da diết của thi gia Nguyễn Bính thì phải, đã lách vào tim tôi thắt lại. Chiều nay thương nhớ nhất chiều nay thoáng bóng em trong cốc sự đầy. Anh uống cả em và uống cả một trời qua hoa mấy cho say. Bây giờ tôi đâu có cốc rượu đầy, mà chỉ có một trời cây hương ớt. Tôi còn đang mơ màng trong một trời dù mây tím, thì những tiếng huyên náo ầm ầm ở nhà số 1 đã giật hồn tôi ra khỏi một giấc mộng ngày. Chưa hoàn lại hẳn hồn thì đôi chân đã bị sức hút theo mọi người chạy túa về buồng số 1. Những tiếng quỳnh quịch vật lộn phía trong buồng khi tôi chạy sớm vào. Máu me văng vãi tứ tung. Lê Văn Kinh, người to như hộ pháp, đang đè Phạm Công Thành gò người lại như con tôm chiên ở dưới nền nhà. Công Thành mắt trợn ngược, đang khò khè tưởng như không thở được nữa. Tuy tay vẫn cầm chặt con dao nhọn dài đến 15 phân. Dưới má Lê Văn Kinh, một vết dao rộng chừng 3 phân, máu từ đấy vung vẩy khắp nhà. Biệt kích, đánh biệt kích à! Có người nói to như vậy. Anh em, một số người đã xông đến. Tôi lẹ tay giật lấy con dao ở tay Công Thành. Mọi người hò trói Công Thành lại, và họ đã trói thật. Một số người khác dẫn tay Kinh đưa xuống bệnh xá để băng bó vết thương. Sau một lúc, câu chuyện đã được sáng tỏ. Tên Công Thành trong toán buôn biệt kích của Nguyễn Quy Lân, ở dưới toán nhà bếp, thường hay quát tháo, xua đuổi, đập gô đập bát của các anh em trên các buồng xuống xin nước sôi. Hầu như cả trại không ai ưa y. Nhiều người căm tức nhưng không dám làm gì y, vì y núp dưới bóng những tên áo vàng. Lê Văn Kinh là người miền Nam rất thẳng tính và nghĩ rằng nó đã làm xấu lây anh em biệt kích với những người tù miền Bắc. Bởi vậy, nhiều lần Kinh trông thấy Thành, Kinh chửi nên Thành rất hận. Đã có nhiều trận chửi nhau trước đấy, bao giờ anh em cũng bên vực về bè với Kinh. Nếu Lê Văn Kinh không là người lao động tốt thì đã bị đi cùng nhiều lần rồi do sự báo cáo của Công Thành. Tất nhiên, mỗi lần Kinh chửi Công Thành cũng đều phải lấy những cớ lỗi của Thành trong sinh hoạt, chứ chẳng một ai dám chửi Thành là kẻ đã làm chó, làm tróc. Thành xây hận lâu ngày. Tuy Công Thành cũng to khỏe vì làm nhà bếp, nhưng so với tấm thân đồ sộ người nhát của Kinh thì không đi đến đâu. Vì vậy, Thành đã thủ sẵn một con dao chờ dịp. Và hôm nay, sau một hồi cãi vã, bất ngờ Thành đã rút dao ra chồm sang sàn Kinh để đâm. Kinh người to nhưng cũng rất nhanh. Kinh bị đâm một nhát, vội nhảy đến, hất dao và giật Thành ra. Hôm nay cũng là dịp anh em trong trại dồn cơn căm tức Thành từ lâu. Bởi thế khi trói, mấy người đã cố ý kéo gò, riết chặt. Công Thành nằm như con heo ư ử rên la ở giữa nhà. Ai cũng mượn cớ tên Thành đã dùng dao đâm người. Trong khi chờ cán bộ vào giải quyết thì phải trói lại vì sợ anh ta tiếp tục hành hung. Khi tên Đức, trưởng ban giáo dục và tên Cẩn trực trại vào, y thấy tên tay chân của chúng bị trói gô, y ra lệnh cởi trói. Tên Đức và tên Cẩn hẳn cũng đã hiểu những điều ẩn tàng bên trong sự việc. Nhưng vì nhát dao đâm Kinh quá sâu nên đã ra lệnh đưa Công Thành vào kỷ luật để xoa dịu sự bất mãn của trại. Tuy thế, Công Thành cũng chỉ bị kỷ luật 2 ngày, rồi lại được trở về nhà bếp như cũ. Sự việc này càng tỏ rõ bộ mặt tay sai chó má của Công Thành
cho nên anh em càng không ai quan hệ với y. Tôi vừa ra chỗ chiếc đèn con Hoa Kỳ, cầm cái điếu cày về chỗ để bắn một điếu với bác Tiến, thì gom đến. Chẳng biết gom thâu lụm được nguồn tin từ đâu, đã thì thầm cho biết Hoa nghỉ Paris về chiến tranh. Đông Dương đã bắt đầu họp từ đầu tháng 5 rồi. Hiệp nghị gồm 4 thành phần: Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, miền Bắc Việt Nam và một bộ phận của chúng ở miền Nam là mặt trận giải phóng. Tuy đã họp hơn 6-7 tháng nay rồi, nhưng lập trường của các bên cách xa nhau một trời một vực nên chưa đến một kết quả nào. Nguồn tin này cũng làm cho bác Tiến và tôi sững sờ suy nghĩ. Thảo nào cũng từ mấy tháng nay, trại cũng chả có đài hay báo chí gì cả. Tên Mạch trưởng ban tuyên huấn lại giải thích ở ngoài hậu trường hơn một tháng trước là để cho toàn thể trại viên tập trung tư tưởng theo học lớp chính trị dài ngày, lập công chuộc tội, chống Mỹ cứu nước nên tạm ngừng đài và báo. Vì ở trong một cái hòm đóng kín, thiếu nhiều cơ sở để nhìn, để cọ sát, tham khảo. Dù vậy, bác Tiến cũng bảo: Chúng chỉ cộng sản đó, nhìn từ bản chất thì chúng chỉ muốn dùng hội nghị Paris như một cơ quan tuyên truyền cầm chân Mỹ mà thôi. Tuy vậy, đây cũng là một dấu hiệu chúng đã phải từ bỏ phần nào cái quyết tâm cao ngạo lúc đầu của chúng là sẽ cướp cho được miền Nam bằng võ lực. Vấn đề lớn ở đây là nếu Mỹ và Sài Gòn không tỉnh táo thì sẽ bị hố với tụi này thôi. Một câu chuyện bình thường về một con trâu, nhưng nó đã gợi nhớ cho tôi một cái mốc thời gian trong cái hố sâu của dĩ vãng. Hôm đó, vào một đêm mưa dầm thứ bảy giữa tháng 3 năm 1969, lúc này trại đã ăn Tết âm lịch, đã được gần một tháng. Trời hãy còn lạnh lạnh của cái rét nặng bức. Trại đang ngủ yên ắng gần nửa đêm về sáng, đột nhiên có những tiếng quỳnh quịch ầm ầm như cái đổ phía chuồng trâu đằng sau trại. Một số người tỉnh ngủ trong buồng đã ngồi dậy nhớ nhát, ngơ ngác nhìn ra cái khoảng đen tối của rừng khuya. Bác Tiến đã thò tay sang màn tôi lay tôi dậy, nhưng tôi đã tỉnh lâu rồi mà vẫn nằm yên nghe ngóng. Bỗng có tiếng gầm như rung chuyển cả núi rừng, làm đông đưa ngọn đèn 40 nến đang treo lủng lẳng ở giữa nhà. Tiếng gầm làm hầu hết mọi người đều choàng dậy. Trong buồng có nhiều người dân tộc thiểu số, mà núi rừng là quê hương nhà cũ của cả đời họ, nên họ đã biết ngay đó là tiếng hổ về bắt trâu. Tiếng hổ gầm cũng có lẽ đã đánh thức tụi cán bộ phía khu nhà giám thị. Vì bất chợt một đàn súng AK rú lên, âm thanh như mũi giáo ngoáy vào màn đêm tịch mịch. Trong buồng chúng tôi đều hiểu, chúng bắn tràng súng là để dọa đuổi hổ đi, cho sức mấy đứa nào dám mò ra rừng khuya giữa lúc mưa lạnh như thế này. Chẳng ai dám bàn tán, nhưng nhìn nhau mắt ai cũng ánh lên niềm vui. Hẳn trong lòng mỗi người ai cũng đều hớn hở chào mừng bác hay cụ hổ cũng được, và cầu mong cho cụ thành công bắt được con mồi. Bởi vì theo anh em, những năm trước đã có nhiều lần cụ hổ về bắt trâu của trại. Mỗi lần như vậy thế nào trại cũng có bữa tươi, vì thường thường ông hổ chả ăn hết con trâu. Đó là ân huệ của ông để lại cho đám người cùng khổ. Sáng hôm sau, nguồn tin sốt dẻo đã có sớm. Cụ hổ đã bắt con trâu mộng đầu đàn đem đi mất tiêu đêm qua. Người ta nhìn thấy vết chân hổ to như bàn tay xòe, giẫm nát cỏ cây chung quanh chuồng trâu. Có một cái điều làm cho cán bộ cũng như tù ồn ào bàn tán không ít, là cửa và hàng rào của chuồng trâu vẫn không sao cả. Hàng rào cao khoảng 1,5 mét, gần ngang cổ của người lớn. Người ta tự hỏi, con trâu mộng to như vậy, chả lẽ cụ hổ cổng nhảy qua? Nghĩa là sự việc đó khó tin được, nhưng cụ thể là con trâu đã mất. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Ân Tình của Chúa Sơn Lâm. Ngay từ sáng sớm, 4 tên vừa cán bộ vừa bộ đội dẫn theo 4 tên tù tự giác, cơm đùm cơm nắm dõi theo vết chân của lão Chúa Sơn Lâm vào nơi thâm u của núi rừng hoang dã. Cả trại đi lao động ngày hôm ấy đều phập phồng, mang theo niềm hy vọng đợi chờ. Nhưng cho tới chiều tối, đoàn người đi tìm mệt mỏi trở về không, và niềm đợi chờ mong ngóng của anh em cũng xẹp xuống. Dù toán đi tìm, hôm sau vẫn tiếp tục, nhưng người ta cũng kháo nhau nhiều chuyện chung quanh cụ hổ bắt trâu này, như những huyền thoại thần bí linh thiêng của rừng già. Hôm sau gần về trưa, tại xôn xao náo nhiệt hẳn lên, đoàn đi tìm đã hì hục khênh gánh về cái đầu,
hai đùi trước dưới bộ lồng của con trâu. Cụ hổ đã ăn hết thẳng nửa sào của con trâu. Hai đùi và chỗ thịt ngon gồm trên 50 kg thì được khênh về khu võ trang và giám thị. Như vậy cụ hổ cũng là ân nhân của lũ cán bộ nữa. Đầu, cẳng, chân, xương, da và ruột thì phần của trại tù. Tất nhiên cũng phải cân lượng kỹ càng để tính tiền trong những kết toán hàng quý hàng năm của trại. Nhưng phải nói rằng giữa rừng núi hiếm hoi có thịt xương mà mua là tuyệt rồi. Xương lọc kỹ không kể, riêng thịt được 15 kg, với bộ da và bộ lòng trên nhân số hơn 400 thì mỗi người cũng chỉ được một vài miếng nho nhỏ. Nhưng điều tôi chú ý hơn cả, và có thể nhiều người khác cũng vậy, chúng tôi chen lấn nhau đổ xô xuống sân nhà bếp để nhìn cái đầu con trâu mỏng. Tôi chả nhìn thấy mình con trâu, nhưng cứ nhìn cái đầu đồ sộ ngoại cỡ của nó thì tôi đã hình dung ra con trâu đầu đàn to khỏe như thế nào rồi. Một bên sừng bị gãy một nửa để lòi ra một đám tủy trắng đỏ nhợt nhạt. Một mắt lõm sâu lua tui vào miếng thịt, con người văng đâu mất. Hàm răng nhe ra, rải và máu đóng lại thành bờ. Da mặt bị cào xé rách nát. Tôi cứ đứng hàng giờ chầm chầm nhìn con trâu. Tôi hình dung một cuộc chiến đấu ác liệt dai dẳng giữa con hổ và con trâu mỏng này. Hẳn rằng trước khi chết, đành gục xuống phó mặt cho con hổ nhai thịt của mình, con trâu đã vì sự sống của mình, nó vừa run sợ, vừa phải chiến đấu, dù với một cách não nề vô vọng, với một kẻ thù có truyền thống ăn thịt loài của mình. Tôi cứ nhìn con mắt thất thần còn lại của nó trợn ngược trắng giả. Hẳn nó phải chết trong nỗi kinh hồn, khiếp đảm, thảm thương. Như trên tôi đã nói, chuyện con trâu này đã gợi nhớ cho tôi một cái mốc của thời gian, đến nay cũng chưa phai, chính là một sự việc như sau. Do cái tài xoay sở khéo léo của Gom đã quan hệ thế nào đó với một đường dây tự giác rất đặc biệt, Gom và tôi góp nhau mỗi người 1 đồng. Ngày hôm sau ra láng thủ công, đã có một bọc da trâu đến 2 kg thui rồi, giấu trong một đống vỏ bào đã dặn trước. Do những yêu cầu về nấu nướng, chúng tôi chỉ bí mật cộng tác với bác chánh già làm vệ sinh. Người canh, người cạo rửa, rồi cho vào một cái gàu bằng tôn ninh nhừ. Gom cùng ngoại giao đổ chát với nhà bếp để có ít muối. Buổi chiều hôm ấy, làm sao tôi quên được? Bà chúng tôi, bác chánh, Gom và tôi hò hẹn chui vào một bụi bìm bìm phía sau láng. Do sự quy ước chặt chẽ với nhau là không cho người thứ tư biết, vì thế tuyệt đối không được cho ai và phải ăn hết tại chỗ. Thôi thì nắng hạn gặp mưa rào, rét nhiều nên mới có ngày mồ hôi. Chúng tôi vừa trợn trừng nhai, vừa nhìn nhau. Mồm nhai chưa nuốt xong, tay đã cầm sẵn miếng khác chờ chực đút vào rồi. Ăn lấy ăn để quên hết cả đất trời, tổ quốc, quê hương. Thế mà chỉ một loáng đã sạch trơn. 2 kg da trâu đã chui bén vào bụng 3 người. Nhưng mà trời đất ơi! Cái đêm hôm ấy, người tôi như có ai thổi lửa vào hậu môn. Bụng nóng hừng hực, người nôn nao quay cuồng. Tôi bỏ màn đi ngủ sớm. Tôi liếc nhìn lên sàn trên chỗ Gom, cũng đã thấy bỏ màn rồi. Tôi cố dằn nằm yên, tay xoa bụng. Thỉnh thoảng thấy Gom mặt đỏ dừ, chạy vào nhà cầu. Nhưng thật oan gia là bác chánh, có lẽ vì bác già yếu nên đã không chịu nổi như chúng tôi. Bác ngồi trên sàn, ông ọc, nôn thốc, nôn tháo xuống đất. Bác cứ vặn vẹo người, nước mắt nước mũi dầm về bị nôn chưa hết. Mỗi lần bác ọc ra, từng sợi nhớt dài thòn, nhễu nhợt, nối từ miệng bác với bãi nôn dưới đất. Mùi khăng khẳng, nồng nồng, xông lên khắp buồng. Nhiều người bịt mũi đi nằm. Vậy mà thân lân vẫn chịu khó hì hục, lấy tay vớt từng miếng da trâu chưa nát vì ăn vội, nhét vào chiếc hồ lô. Mặt anh tươi rói, phởn phơ của một ngày vớ bở. Phần tôi tuy không nôn, nhưng phải một bữa gần chết. Cả đêm hôm ấy trằn trọc không ngủ được, nhớ mãi tới bây giờ chưa quên. Sau này tôi nghĩ lại, thấy thật là dại. Da trâu ninh nhừ ăn để chống đói thì thật là tuyệt, nhưng với điều kiện ăn vừa thôi. Chỉ vì đói thiếu lâu ngày nên vớ được ăn cho đã cái miệng nên mới bị như vậy. Trưa hôm nay, sau một buổi sáng lao động mệt mỏi,
Hầu hết anh em tù, ai cũng tranh thủ nằm chợp mắt 10-15 phút cho lại sức để tiếp tục đi lao động buổi chiều. Nằm trằn trọc mãi với bao nhiêu nỗi niềm ngang dọc của cuộc đời, tôi bò dậy xếp gọn chỗ nằm. Như mọi khi, lững thững ra phía cuối hậu trường, tôi ngồi trầm ngâm cho hồn lãng đãng, tai buông lơi nghe gió chiều xào xạc trong bụi nước. Tiếng âm a của bài tập đọc về anh hùng La Văn Cầu của lớp bổ túc văn hóa buổi trưa ở trong hội trường làm tôi chú ý quay lại. Hơn 10 người, hầu hết là dân tộc thiểu số, trong đó chỉ có 2-3 người Kinh, đặc biệt nhất là anh Lê Văn Bưởi. Câu chuyện anh Bưởi lẻo đẻo theo học lớp bổ túc văn hóa lớp 2 của trại hơn 2 tháng nay đã làm cho một số anh em trong trại bàn tán. Bởi vì học lớp 2 bổ túc văn hóa là tập đọc tiếng Việt và tập làm tính trừ tính cộng. Người ta bàn tán chỉ vì có nhiều mâu thuẫn đến trở thành như lập dị. Theo như bản lý lịch mà tù nhân nào cũng phải tự viết khai trong bản kiểm điểm của hàng quý và hàng năm, thì lý lịch của anh Lê Văn Bưởi như sau: sinh ngày 10 tháng 2 năm 1931 tại thị xã tỉnh Quảng Yên, cấp bậc đại úy của Việt Nam Cộng Hòa, can tội biệt tuyến ra Bắc để hoạt động gián điệp, án phạt 20 năm. Vậy mà mỗi buổi trưa lại cấp vở theo những người dân tộc đi học lớp 2 bổ túc văn hóa. Như tôi đã nói ở trên, ngay từ khi anh Lê Văn Bưởi được chuyển từ trại Vĩnh Tiến về trại này, khi được biết anh cũng cùng một cái nghiệp hang một lỗ như tôi đã lựa thế làm loãng phần nào sự chú ý của những tên sóc, rồi sau đó đã liên tục tiếp xúc với anh. Đến bây giờ hơn 7-8 tháng rồi, anh và tôi đã trở thành đôi bạn. Nhất là từ gần một tháng nay, tôi làm tổ trưởng tổ học nghề mộc, tổ gồm 6 người, trong đó lại có anh. Cái việc anh đi học bổ túc văn hóa do chủ trương và quyền tự do của anh, tôi không có ý kiến. Nhưng theo quan điểm của tôi, làm việc gì cũng cần phải biết mình và biết người. Anh đi học như vậy, nó trở thành một trò cười mà người khác, nhất là đối phương, đã nhìn thấy cái hời hợt ngây thơ của anh, hoặc gây sự chú ý cho họ. Dù tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng cứ để cho thời gian làm sáng tỏ. Tôi chưa kết luận, bởi vì biết đâu đây chẳng là một ý đồ để kẻ thù đánh giá anh non nớt hời hợt, một chiến thuật cao tay hơn. Chính Hoàng Thanh đã có lần y đặt vấn đề hỏi tôi: này, theo cái nhìn của anh thế nào? Có lẽ anh Bưởi lại là một đại úy tình báo của miền Nam sao? Y vừa cười vừa hỏi tôi với một ánh mắt dò xét thái độ trả lời của tôi. Tôi cũng nói thực ý nghĩ của tôi là tôi không hiểu thế nào, tuy trong lòng tôi có phần ngạc nhiên. Ngay tình tiết sự việc của anh ra ngoài miền Bắc cũng đầy rẫy những khoảng mù mịt như những lời anh đã tâm sự với tôi. Đã bao nhiêu lần anh với tôi trao đổi tâm tình qua những sự việc của anh ra ngoài miền Bắc và cả cuộc đời anh nữa. Sơ lược như thế này: quê anh ở Quảng Yên, cái vùng có thật nhiều biển và cũng thật nhiều núi. Ngay từ lúc anh 19 tuổi, sau khi đã tốt nghiệp bằng thành chung, anh đã tình nguyện gia nhập quân đội Pháp kể từ ngày 1 tháng 1 năm 50 tại phòng 2, tiểu khu Quảng Yên. Năm 1953, anh tốt nghiệp chuẩn úy tại trung tâm huấn luyện Quảng Yên. Rồi giữa năm 1954, anh được chánh thức đeo loan thiếu úy. Cùng năm đó, anh được thiếu tướng Cô Nhi tặng thưởng một huy chương lá liễu và hứa sẽ đưa anh về Pháp trao dồi thêm nghiệp vụ. Nhưng rồi, tình hình dồn dập biến chuyển nên lời hứa đó đã không thực hiện được. Trong suốt thời gian anh phục vụ ở F2, tôi không hỏi F2 là gì, anh đã được cấp trên tặng thưởng thêm 2 huy chương lá liễu nữa và 4 ngôi sao các loại cùng nhiều bằng khen. Sau Hiệp định Geneva 1954 về Đông Dương, đơn vị và cơ sở của anh rút vào bên trong vĩ tuyến 17. Đất nước lúc này đang chuyển dần, nghiêng ngả từng ngày. Sau một số ngày đêm đấu tranh suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định gia nhập quân đội quốc gia tại thị xã Quảng Trị. Do những quá trình chuyên môn nghiệp vụ của anh được vào Sài Gòn dự một lớp tu nghiệp đặc biệt. Sau đấy, trở lại làm việc tại phòng tình báo của ông Ngô Đình Cẩn trong thành phố Huế, đặc trách khu vực giới tuyến 17. Giai đoạn này, anh thường xuyên chuyên trách nghiên cứu những tài liệu về tin tức tình báo giữa miền Nam và miền Bắc. Dần dà, do những yêu cầu của tình hình thực tế, anh đã tình nguyện ra Bắc để nghiên cứu tại chỗ, cũng như tạo lập những màn lưới hoạt động bí mật ngay trong lòng địch.
Phòng tình báo miền Trung và Anh đã miệt mài nghiên cứu một kế hoạch tỉ mỉ, một công tác dài hạn trong đất kẻ thù. Theo anh nói, anh có một người mẹ với một đứa con gái hiện còn đang ở vùng quê hương Quảng Yên của anh. Do tình hình và điều kiện ngặt nghèo của năm 1954, anh đã không thể đón mẹ và con gái anh cùng vào Nam. Con gái anh đã sống với bà nội ở một làng quê mà Việt Minh đã kiểm soát. Chính vì vậy, trong kế hoạch ra miền Bắc, anh đóng vai là một trung sĩ cảnh sát, nhớ mẹ già, thương con gái, đồng thời chán chường chế độ độc tài gia đình trị họ Ngô. Anh muốn về với người mẹ và đứa con gái ở miền Bắc. Mỗi tuần 2 ngày, anh phải ra đứng gác ở cầu Hiền Lương trên bờ sông Bến Hải theo những tiến trình của công tác đã vạch ra cho từng khâu. Những người cảnh sát phía bờ Nam và những tên công an phía bờ Bắc cùng gác trên cầu Hiền Lương. Do nhiều lần thấy nhau nên quen mặt, bởi vậy đôi khi cũng chuyện trò dăm ba câu về trời mưa, trời nắng. Những tên công an bờ Bắc thỉnh thoảng mồi chài, lôi kéo, rủ rê những anh cảnh sát bờ Nam ra miền Bắc, về với nhân dân, về với cách mạng. Anh Bưởi đã lợi dụng hình thái này, nghĩa là anh cũng đã để cho những tên công an bờ Bắc rủ rê nhiều lần. Và lần đó, ngày mùng 6 tháng 6 năm 1962, anh đã ôm một bọc quần áo, chạy bừa sang phía bên kia cầu bờ Bắc theo đúng những lời chỉ bảo của một tên công an. Anh được dân chúng và cán bộ nồng nhiệt đón anh đưa về huyện Vĩnh Linh. Sau mấy ngày tiệc tùng chào mừng, hàng ngày anh phải đến một bàn giấy để khai báo chi tiết tỉ mỉ về thân thế gia đình trong Nam cũng như ở ngoài miền Bắc. Từ ngày vào Nam, làm gì, ở đâu, từng thời gian. Hết hỏi han khai báo, rồi chúng đưa giấy bút bắt anh phải tự biết tường thuật lại từ khi mới lớn lên ở miền Bắc cho đến khi vào miền Nam. Cứ viết một thời gian, lại hỏi, rồi lại biết. Hơn một năm trời với bao nhiêu hình thức thủ đoạn mua chuộc khích lệ hứa hẹn bị đe dọa. Thỉnh thoảng, chúng cho đi tham quan những cơ sở này, xí nghiệp kia, rồi lại về truy tìm hỏi han. Sinh hoạt ăn ở của anh bị chúng nó quản lý chặt chẽ. Bao nhiêu lần anh xin về quê ở Quảng Yên để thăm mẹ già và con gái, nhưng chúng đều hứa hẹn anh phải thành khẩn khai báo tốt thì chúng mới cho về. Hơn nữa, chúng nhấn mạnh, chúng đã biết hết về âm mưu ý đồ của anh ra miền Bắc. Chúng đã có tài liệu đầy đủ vì chúng có rất nhiều người nằm ngay trong cơ quan tình báo của Ngô Đình Cẩn, vân vân. Đến đây, anh Bưởi không nói rõ, nhưng qua tình tiết diễn tiến, tôi suy đoán, có thể anh đã khai báo phần nào sự thật. Cộng sản đã hiểu chế độ của chúng chỉ có đói khổ, nên chúng không bao giờ tin những lý do vớ vẩn như vậy, mà người ta lại bỏ một chỗ ấm no để vào một chỗ đói khổ. Nghĩa là anh ra miền Bắc là vấn đề hoạt động tình báo. Cho nên chúng đã kéo dài thời gian đến 16 tháng để tìm hiểu, điều tra, nghiên cứu về anh. Cuối cùng chúng thả anh ra, cho anh tự do về quê. Nhưng khi anh mới đi đến Quảng Bình, chúng đã đem xe theo đón bắt anh với lệnh của Bộ Công an vào ngày 23 tháng 10 năm 63. Chúng đem anh trở lại Vĩnh Linh tiếp tục khai thác. Sau một thời gian, chúng đưa anh ra trước Tòa án Nhân dân khu vực Vĩnh Linh, xử phạt anh 20 năm với tội danh gián điệp xâm nhập miền Bắc để hoạt động chống phá cách mạng.